Hi, xin chào các bạn. Hiện tại bên mình đang chuẩn bị nhập một lô hàng động cơ điện Thiêu Xung từ nhà máy Nhân Trạch Đồng Nai. Wow. Các kiện hàng, các động cơ điện đóng gói ở trong cái kiện cạc tông như thế này nè các bạn. Vô đi anh. Đây nè các bạn, đây là một cái kiện hàng công suất là 2.2 kW nè. Đây Thiêu Xung Vina Industrial Machine nè. Đây các bạn thấy là bên trong này là một con động cơ điện Thiêu Xung nè. Các bạn có thấy được là nhà sản xuất Thiêu Xung họ rất là cẩn thận. Cái bao bì đóng gói cũng là một cái dạng co như thế này, chúng ta để chùm lại. Đây là công suất 2.2 kW ha. Và kiểu dáng của nó là động cơ điện chân đế. Và các bạn thấy được là với cái kiểu dáng chân đế 2.2 kW như thế này, cái bốc điện của nó là dạng bốc vuông ha. Bên đây cũng là một pallet nè, 11 kW các bạn. Đây là một con nè, 11 kW, động cơ điện 4 cực 380V nè, hoạt động ở tần số 50Hz nè. Các bạn thấy là ở đây nó có cái mã là TEFC không? Nó là kiểu dáng chân đế ha. Các bạn thấy là với một cái sản phẩm động cơ điện Thiêu Xung thì nhà sản xuất Thiêu Xung họ sẽ đóng gói như thế này. Rất là đẹp luôn các bạn. Đây, công suất là 1.1 kW nè, TEFC, kiểu dáng chân đế nha các bạn. Nhìn rất là cứng cáp và chắc chắn, thì các bạn sẽ thấy được, nhận diện được ngay ở trên cái phần đuôi của động cơ điện Thiêu Xung, nó sẽ có ba cái tem tiết kiệm năng lượng nè, một cái tem cảnh báo và một cái mã QR code. Đây, kiểu dáng chân đế, động cơ điện 3 pha 220/380V. Các bạn thấy không, đóng gói như thế này thì làm sao mà chạy được động cơ được các bạn. Đây là lô này là 5.5 kW nè các bạn. Đây cũng là chân đế luôn ha. Đây 5.5, đúng là người Hàn Quốc, chất lượng của người Hàn Quốc đóng gói cũng rất là kỹ. Đài Kinh Bắc hiện đang phân phối tất cả các dòng động cơ điện hiệu suất cao của Thiêu Xung. Thì các bạn quan tâm tới động cơ điện hiệu suất cao Thiêu Xung thì có thể liên hệ với Đài Kinh Bắc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay.